Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chiêu bài nhà nước Mông, sự ngụy tạo để đàn áp tự do tôn giáo của người Hờ Mông. Trong những năm trước và sau cuộc chiến biên giới năm 1979, Bắc Kinh đã sử dụng tiền bạc và vũ khí để kích động một số sắc tộc thiểu số sống dọc biên giới giữa hai nước, tạo ra sự bất ổn cho chính quyền Việt Nam ở các tỉnh biên giới phía Bắc. Vấn đề này chỉ thực sự chấm dứt sau khi Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa mối quan hệ. Vào ngày 13 tháng 11, tờ báo Công an Nhân dân đưa tin đấu tranh hiệu quả với hoạt động thành lập nhà nước Hờ Mông trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đây là một biểu hiện bất thường, nhất là vào thời điểm hiện nay khi quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc được cho là đang xấu đi nhanh chóng. Báo Việt Nam đăng đấu tranh hiệu quả với hoạt động thành lập nhà nước Hờ Mông trên địa bàn tỉnh Sơn La, một tín hiệu bất thường. Báo Công an cho biết trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện có hơn 100 người bị cho là đối tượng có liên quan đến hoạt động tuyên truyền thành lập nhà nước Hờ Mông. Đồng thời, theo báo Công an tỉnh Sơn La đã đấu tranh cơ bản để tháo gỡ các hoạt động này. Câu chuyện nhà nước Hờ Mông hay nhà nước Hờ Mông về thực chất chỉ là một sự ngụy tạo để cáo buộc đối với các đòi hỏi tự do tôn giáo của người sắc tộc Hờ Mông sống trên lãnh thổ Việt Nam. Những người Hờ Mông mà thời báo chấm D có điều kiện tiếp xúc đều khẳng định đây là điều hoàn toàn không có thật. Được biết, vào năm 2019, người Hờ Mông ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã tổ chức biểu tình đòi có nhà thờ tin lành cho người Hờ Mông, mà không phải cầu nguyện tại nhà. Người Hờ Mông cũng yêu cầu phải được có chữ viết riêng và kinh thánh được dịch ra tiếng Hờ Mông cho họ, để họ đọc, hiểu và truyền đạt lại cho con cháu. Nhưng nhà cầm quyền Việt Nam khi đó đã vu cáo họ cho rằng người Hờ Mông muốn lập vương quốc tự trị Mông, và lấy cớ đó ra tay đàn áp họ rất khốc liệt. Theo truyền thông quốc tế đưa tin, vụ việc này đã khiến cho 28 người bị tử vong, trong đó có 3 trẻ em, 130 người bị bắt và hàng trăm người khác phải trốn vào rừng. Cũng trong vụ việc này, truyền thông nhà nước vào ngày 19 tháng 9 năm 2020 khi đó cho biết, Tòa Nhân dân tỉnh Điện Biên vào hôm 18 tháng 3 năm 2020 đã tuyên án tù chung thân với hai người Hờ Mông và cáo buộc hoạt động nhằm đặt đổ chính quyền nhân dân. Và cứ như thế, hoạt động tín ngưỡng của người Hờ Mông bị đàn áp. Hai người bị kết án là Sùng A Xính sinh năm 1982 và Lầu A Lành sinh năm 1970. Cả hai người bị cáo buộc là chủ mưu, đóng vai trò cầm đầu trong việc lôi kéo những người khác cùng tham gia vào tổ chức thành lập nhà nước Hờ Mông tại huyện Mường Nhé từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019. Theo cáo trạng, Lầu A Lành đã tham gia tổ chức lập nhà nước Hờ Mông, tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 2010. Sau vụ bạo động ở Mường Nhé vào năm 2011, A Lành bị khởi tố nhưng đã bỏ trốn. Mường Nhé vào tháng 5 năm 2011, hàng nghìn cảnh sát cơ động tập trung đàn áp cuộc biểu tình của người dân Hờ Mông tại đây. Cáo trạng cũng cáo buộc việc Lầu A Lành vận động đòi thành lập nhà nước Hờ Mông nhằm mục đích cướp đất, cướp chính quyền tại huyện Mường Nhé, thay thế chính quyền hiện tại bằng một chính quyền riêng của người Hờ Mông, do người Hờ Mông làm chủ, có bộ máy tổ chức, công an, quân đội, chữ viết riêng. Ngoài ra, tòa án cũng đã kết án từ 24 tháng đến 20 năm tù đối với 12 người Hờ Mông khác về tội che giấu tội phạm và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cũng theo đài FA, một số người Hờ Mông sau đó đã bỏ trốn sang Thái Lan xin tị nạn chính trị. Họ cho biết họ chỉ đòi có nhà thờ tin lành riêng cho người Hờ Mông. Ông Cư Áp Báo cho FA biết ông bị bắt và bị gán cho tội muốn làm Bộ trưởng Bộ Y tế của Vương quốc Hờ Mông. Đồng thời, ông này cũng cho biết trong quá trình bị bắt giữ, Công an tỉnh Điện Biên đã tra tấn và đánh đập ông hết sức dã man. Và những người khác cũng bị y hệt như thế. Bất chấp sự đàn áp của chính quyền đối với người Hờ Mông và đạo tin lành, các cuộc biểu tình đòi tự do tôn giáo của người Hờ Mông vẫn diễn ra liên tục từ năm 1999 cho đến ngày nay. Cũng phải xin nhắc lại thêm, vào khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2011 khi đó, hàng ngàn người Hờ Mông ở tỉnh Điện Biên đã tham gia một cuộc biểu tình được coi là lớn chưa từng thấy. Chính quyền địa phương đã phải huy động một lực lượng rất lớn, công an, quân đội, đến để mà đàn áp dã man thì mới giải tán được. Tòa án tỉnh Điện Biên xét xử 14 bị cáo vì có các hoạt động tuyên truyền chống phá nhà nước xảy ra tại huyện Mường Nhé. Theo giới quan sát quốc tế, trong những năm qua,
chính quyền Việt Nam đã vài lần phải đối phó với những cuộc tập trung phản đối của người Hờ Mông, trong đó có nhiều vụ việc dẫn đến xô xát và đổ máu, chết người. Cũng theo giới chuyên gia, trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay, Việt Nam còn có một đường biên giới dài khoảng 1.500 km với Trung Quốc là vấn đề hết sức phức tạp và nhạy cảm. Nếu chính quyền Việt Nam không tạo ra được sự đồng thuận với các sắc tộc thiểu số đang định cư dọc theo biên giới giữa hai nước này, thì sẽ khó có thể tránh được vấn nạn hoạt động thổ phỉ. Vào giai đoạn 1976-1987, thời ông Lê Duẩn khi Hà Nội ra mặt chống Bắc Kinh, thì Trung Quốc đã sử dụng con bài này làm cho Việt Nam phải lưu siêu về an ninh biên giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ngày hôm nay của Thời báo chấm đê với bản tin Chiêu bài Nhà nước Hờ Mông, sự ngụy tạo để đàn áp tự do tôn giáo. Bộ trưởng Tô Lâm công khai diễn biến tư tưởng và tham vọng quyền lực. Thời gian gần đây dư luận thấy rằng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm không lo toàn công việc chính của ngành công an, mà chỉ lo chen chân và chức năng của những ngành khác để mà thâu tóm lợi ích, thể hiện quyền lực. Có nhiều bằng chứng cho thấy Bộ Công an đang có tham vọng quản lý toàn diện nhà nước và xã hội thay cho chính phủ. Nhất là sau khi Quốc hội tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm với 44 nhân sự chủ chốt do Quốc hội bầu hay phê chuẩn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã nhận số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất trong số 6 trên 16 thành viên của Bộ Chính trị được Quốc hội bấm nút. Bộ trưởng Bộ Công an, luật chỉ có một xe ưu tiên cũng phải dừng đèn đỏ. Giới quan sát thấy rằng đó là bài học khiến cho Bộ trưởng Bộ Công an phải nhìn nhận lại và rút kinh nghiệm nếu ông Tô Lâm vẫn nuôi tham vọng làm Tổng Bí thư, vị trí đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Và người ta không bất ngờ khi trong phiên thảo luận tổ sáng ngày 10 tháng 11 về dự án luật trật tự an toàn giao thông được bộ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đưa ra quan điểm cho rằng tạo thuận lợi cho các cơ quan quản lý nhà nước, nhưng luật cũng phải phục vụ nhân dân, đảm bảo quyền lợi của người dân. Báo Dân Chí vào ngày 10 tháng 11 có bản tin với tựa đề Bộ trưởng Công an, luật chỉ có một, xe ưu tiên cũng phải dừng đèn đỏ. Theo báo Dân Chí, góp ý về quy định liên quan chỉ huy giao thông, Đại tướng Tô Lâm dẫn chứng bài học ở các nước, đó là họ làm rất chuẩn theo nguyên tắc đã ra đường chỉ có một luật và đèn đỏ phải dừng lại. Song thực tế ở Việt Nam khi đèn đỏ, xe ưu tiên vẫn được đi qua. Như thế là xe ưu tiên không thực hiện luật. Chưa hết, vẫn theo ông Tô Lâm, ở Việt Nam, mỗi khi có xe ưu tiên đi qua, cảnh sát giao thông vất vả, người dân cũng vất vả. Đang đèn xanh được đi thì lại phải đứng lại để nhường đường cho xe ưu tiên, rất nguy hiểm. Người dân đúng đường, đúng luật phải được đi. Theo giới quan sát, dựa trên ý kiến của Bộ trưởng Tô Lâm, người ta có thể thấy rằng ông Tô Lâm đang nói trước Quốc hội phải sống và làm việc theo pháp luật, và mọi người đều bình đẳng, không ngoại lệ, không ưu tiên cho bất kỳ ai cả. Một câu hỏi đặt ra là tại sao thái độ tôn trọng pháp luật của người đứng đầu ngành công an bỗng nhiên lại quay ngoắt 180 độ như vậy? Vì trước đây không lâu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Công an đã có những hành vi và hành xử theo kiểu tiêu chuẩn kép, mà trong lĩnh vực bảo vệ pháp luật, tiêu chuẩn kép nghĩa là hai vụ việc giống nhau được xử lý bằng các tiêu chuẩn khác nhau. Ông Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam Tô Lâm, mà cụ thể thứ nhất là Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt giam người mẫu Ngọc Trinh, trong khi có đội mũ bảo hiểm vì lý do chạy xe mô tô nguy hiểm. Trong khi đó, hai anh em nghệ sĩ xiếc Giang Quốc Cơ, Giang Quốc Nghiệp vừa chạy xe gắn máy, vừa biểu diễn xiếc chồng đầu không đội nón bảo hiểm là điều gây nguy hiểm gấp nhiều lần Ngọc Trinh mà lại không bị xử lý. Thứ hai là Công an Thành phố Hồ Chí Minh tha bổng cho 4 tiếp viên Vietnam Airlines xách tới hơn 11 kg chất cấm bị bắt quả tang, còn với Ngọc Trinh chỉ chạy xe mô tô thì lại bị khởi tố bắt tạm giam 3 tháng. Điều 16 Hiến pháp Việt Nam vào năm 2013 sửa đổi đã hiến định rõ ràng: mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Nghĩa là tất cả mọi người đều có vị thế ngang nhau trước pháp luật và có quyền không bị phân biệt đối xử. Đó là chưa tự kể tới việc vào tháng 7 năm 2017, ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã có mặt tại Đông Âu để trực tiếp chỉ huy điều hành hệ thống đặc vụ Việt Nam tiến hành bắt cóc nghi phạm Trịnh Xuân Thanh tại trung tâm thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, rồi đưa về Việt Nam. Đây là một hành động bất chấp luật pháp quốc tế
vi phạm chủ quyền an ninh quốc gia của Đức mà trong cương vị Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam, ông Tô Lâm tuyệt đối không được làm. Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng. Cho nên lời giải thích về việc bất ngờ ông Tô Lâm có thái độ thượng tôn pháp luật có thể là: nếu ở các quốc gia có nền chính trị dân chủ, đa nguyên thì phát biểu ngắn gọn vừa kể trên của Bộ trưởng Tô Lâm có thể được coi là một phần trong cương lĩnh tranh cử cá nhân hay của một đảng chính trị mà ông Tô Lâm là đại diện. Do đó có ý kiến hoài nghi tuyên bố vừa kể trên của Bộ trưởng Công an Tô Lâm được đưa ra vào lúc này có phải là sự cam kết của một ứng viên cho chức vụ Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 74 hay không? Nếu đúng như thế, nói theo ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an đang tự diễn biến tư tưởng và không giấu giếm tham vọng quyền lực. Không biết Tổng Bí thư Trọng lúc này có còn đủ quyền lực để mà ho he với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nữa hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Bộ trưởng Tô Lâm công khai diễn biến tư tưởng và tham vọng quyền lực. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.